Ok, chào tất cả anh em đến với channel của mình. Mình là Nguyễn Công Hậu, rất vui được gặp lại anh em. Hôm nay mình show cái bộ rồng xanh của mình, Satote của mình cho anh em xem. Đây đó. Tại có nhiều anh em comment với mình là thích chơi cá quá nhưng mà chưa có điều kiện để nuôi, chưa có tiền để mua, cho nên lên đây xem cá cho nó đã sẽ thích thì ok. Bữa nay mình quay show cái clip cá rồng xanh Indo này quay cho anh em xem. Bộ cá này bên mình là rất là đẹp nhưng mà giá của nó thì rất là cạnh tranh luôn. Thì tại sao lại có chuyện là hàng đẹp, chất lượng cao mà giá lại cạnh tranh? Thì bây giờ mình sẽ giải thích cho anh em nghe là tại sao lại có chuyện là hàng chất lượng cao mà giá thì lại cạnh tranh hơn những hàng khác. Có nghĩa là như vậy. Nó không phải phụ thuộc vào chất lượng mà nó phụ thuộc vào cái bộ gen của con cá. Giống như là bây giờ á, anh em mua cá nhập về giá rất là cao nhưng mà bộ gen nó không tốt, tỷ lệ của nó ra rồng xanh là như vậy á, thì chỉ có 5% thôi, 5-10% thôi. Ví dụ như là anh em nuôi ra được 100 con thì chỉ lên có 5-10 con xanh thôi, thì khi mà anh em bán thì chỉ bán được có 5-10 con xanh thôi, số còn lại bỏ đó. Thì cho nên khi đó bán cái giá trị, khi đó bán ra thì những cặp cá đó phải có giá cao để cho chi, để gỡ lại 90 con còn lại. Ví dụ bán 10 con đi thì phải gỡ tiền nuôi của 90 con còn lại và cộng thêm cái tiền lời đó. Anh em hiểu mình ý mình nói không? Thì cái giá cả nó quyết định bởi cái chất lượng, cái bộ gen của con cá. Còn cái bộ gen, còn cái bộ rồng xanh này của mình á, thì nó đã có tỷ lệ lên xanh là 60-70% rồi. Đó. Là 60, là một bầy nó ra từ 60-70% cá như vậy luôn. Còn lại nó ra màu tím như màu đỏ. Nó chưa lên 100% hoàn toàn, nhưng mà mình đang cố gắng cải thiện. Thì tất nhiên là khi mà một bầy á, nó lên tầm 60 con như vậy anh em bán ra thì cái giá nó phải khác. Như là cái chuyện một bầy nó chỉ lên có 10 con mà anh em bán ra anh em phải kéo hết 90 con còn lại đó. Thì cho nên mình mới nói là bên mình có đang có sự đang có một bộ rồng xanh rất là đẹp nhưng mà giá thì lại rất là cạnh tranh luôn, giá rất là học sinh luôn á. Ừ, mình nói vậy luôn á. Quay cá cho anh em xem xíu. Thì cá với màu này nó không phải như đồ đạc đâu, nó phải là cá mắc là giá trị, là chất lượng nó cao đâu. Quan trọng là cái bộ gen anh em phải biết rõ nguồn gốc cá mua từ đâu. Anh em phải nhìn cái tổng thể trong một bầy cá, khi mà đi mua cá nhìn tổng thể vô hơi trong cái bầy đó, rồng xanh đi, thì tỷ lệ lên xanh trong cái hồ là bao nhiêu phần trăm, chứ phải là nhìn vô cái hồ rồng xanh thì chỉ có một hai con lên xanh là đè, thấy con đó đẹp quá đè đây mua một hai con đó thì đem về nhà ép đẻ, nó không có ra được như vậy đó. Anh em phải nhìn vô cái tỷ lệ xanh ở trong bầy, ví dụ trong bầy đó anh em nhìn vô nó xanh nó chiếm hơn 60% hay là 70% gì đó, nhìn trong bầy đa số là con xanh không á, thì lúc đó cá nó mới mang một xanh tốt. Anh em về mà ép đẻ thì nó mới ra lại lòng xanh à, chứ không thì anh em đem về ép ra toàn lòng đỏ, lòng tím, lòng gì đâu không mà lòng đen nữa. Đây là lòng xanh đuôi tia bảy lên full mình đó. Cái bộ này lúc trước mình có quay cho anh em xem một lần, anh em có nhớ không, trong cái clip là thợ săn lòng tím á. Rồi, bây giờ mình mở nhạc cho anh em nghe chơi nha. Clip này quay khoảng 5 phút thôi. Ở đây là mình quay không hề sử dụng đèn, đèn đang ngồi ngoài cổng nè. Ngồi ngoài đường luôn nè, xe nè. Để ngay ngoài đường quay cho anh em xem nè. Không hề sử dụng đèn hết trơn nha anh em. Không có chỉnh màu gì hết trơn á, màu thật sự của cá. Ok, chắc anh em ngắm cá cũng đã rồi ha. Rồi, thì bây giờ để mình thả hồ rồng xanh này ra, mình quay hồ rồng tím cho anh em xem. Rồi, tạm biệt anh em thôi.